Thưa quý vị, và tối nay tôi tiếp tục quay lại câu chuyện của là Phúc Lợn, một trong những nhân vật mà bán trời không một văn tự, một trong những nhân vật mà YouTube mà thiện nguyện, tôi nói quý bà con, nó dơ hơn cái bô công cộng nữa. Vậy đó quý bà con, mà lên toàn giảng đạo lý không, lên toàn nói là tu không, tu đâu có nói dối quý bà con. Người ta tu có ai nói dối không? Ít lắm. Chỉ có mỗi con Út Khà đó, con Út Lợn đó, nó nói dối như cụi đó quý vị. Trời ơi, bây giờ mà chơi cái bài thông thấy rồi không biết rồi, cái như là khi mà đối thông thấy rồi, cái như là sau cuộc sống rồi, cái như là nó ổn hơn không em? Hay là khi mà đối thông thấy rồi, tự nhiên là một ngày là trước kia chưa đối thông thấy là anh đời thường anh chữ cá đêm mà, bây giờ là đối thông thấy là anh chữ ban ngày rồi ban đêm anh tranh thủ chữ thêm, là ban ngày chữ chưa đủ, tranh thủ quốc liêm ban đêm, thấy không? Cho nên nó gọi là nó đúng với bà con, chứ thật sự cái cỡ con đây tao nói với bà con, một mình kênh tôi thì cũng không ai cua đâu đó, cũng phải nhiều kênh để vô mà, cái như là cũng là gạch đàn mà gãi tay trâu, khi nào mà trâu cái như nó thật sự nó phải chịu, mà nó chịu nằm xuống tôi nghĩ là mới thiệt được, chứ còn trâu này nó thật sự trâu đã còn trâu cày, trâu đây còn rịnh mỡ lắm quý bà con, trâu đây dễ chi nó nghe đâu, thấy không? Trời đất thánh thần ơi, nghĩ sao cái giường nó ngoan ơ vậy đó ông Hà, mà sao em đổi phong thủy chi mà bây giờ nằm dưới đất vậy em? Thế cái giường đó nó thật sự bây giờ nếu đổi phong thủy, trời ơi, không liên lạc qua anh chỉ cho cái trắng, trời ơi, mùa bắt quái là cái chi đó là anh chỉ cho dài chiêu mà trắng chứ, thế không là không liên lạc. Trời ơi, anh em thân thiết quá mà đêm nào cũng lên nhắc tên hết à, mà không biết anh cái như là trong phong thủy hả? Trời đất thánh thần ơi, phong thủy người ta nói thật sự nhìn cái nhà nó thơm, gió lùa lầm lầm, nó đẹp, nó mát, nhìn vô cái nhà là nó thật sự là có sinh khí đó. Còn cái nhà chỗ con Út Lợn đây mà nhìn vô phong thủy đó quý vị, nó bố tí sao đó mà cái nhà nó không có sinh khí, mà cái nhà nó toàn là cái như là cái gì không, chỗ nào tôi nói quý bà con mà nó dơ, nó đủ tất cả các kiểu. Vậy mà mày lên không gian mạng mày báo trời ơi đổi thông thủy, cái biết mà nằm sát bên toilet là nó không, cái như là nó không hợp phong thủy đó, chứ bây giờ cái biết nằm ở đâu nó hợp phong thủy nè, để nói nghe coi đó. Cái biết nằm sát toilet thì ảnh hưởng chảy, cái vấn đề là bây giờ nó thật sự cái phong thủy đó là tiền của ai đó, hay tiền của mày đủ bay, nó thật sự làm anh nó dơ sao đâu mà nó dơ coi chừng. Đã thông thấy mà nó thật sự gió lùa lầm lầm đấy, mà cái như là xong trận rồi đó mà không chịu đi về đấy, là ngủ quên đó nha. Rồi sáng ngày chim sâu nó bắt được, nó trói như một con lợn xề đó, nó trói xong nó giải ra ngoài đường, nó không thể giữ à. Tôi nói quý bà con nhìn kỹ đi, mấy cái nhà nào mà phong thủy tốt là mấy nhà đế dữ lắm, phong thủy là cái như là sinh tài sinh lộc con cháu mà. Trên coi chừng cái nhà của chim sâu coi chừng có người mang bầu đó, nhưng người đó không phải là chim sâu đó, vì chim sâu nó cũng là có những lần long tứ lên đó, là chim sâu triệt sản rồi, để chim sâu triệt sản chắc anh sẽ có người khác mang bầu. Chô chàng, tôi đang cái những cái mà tôi đang hình dung như quý vậy, đang hình dung mà cái con Út Lợn mà nó mang cái bầu như cái trống mà đi cái tranh băng đấy, tôi nói là quý bà con sâu đó là tiền cha, nó tiền thí bà nậu luôn đó. Bây giờ chắc anh là Minh Hùng, chắc là Trí Minh Hùng, cũng phải chỉ những người nào đó, chẳng lẽ bây giờ đã quốc sang chỉ Long Tứ. Trời đất thánh thần ơi, ngày xưa đất em cò bay thẳng chánh, đất em là cái như là quá trời quá đất mấy chục cấm, rồi bây giờ sao mà nó thật sự có một tí như cái bàn tay đó, rồi cái không cho Long Tứ trên sau các nhà đó, mà mày dục chi mà hai đứa vô cái đất dự án vậy, mày bắt nhân như vậy đó. Mày thấy mày bắt nhân chưa? Mà bà con thấy điều đó có lý không? Tiền không phải tiền của nó, tiền không phải tiền của là con chị nuôi với thằng anh nuôi, cho nên là nó gọi là nó vung tay cả như chắc chắn, nó không có cần thiết, nó không có quan trọng là dở hay không dở. Mục đích của nó làm cái nhà đó rửa tiền, mà tiền đó là tiền từ nước ngoài nó quyên góp được, cho nên bà con thấy đi, tranh thủ dìa làm tăng gia, thu chăm bớ tiền tăng gia, rồi gọi mấy kênh YouTube dơ dơ như cái thằng thông râu cứt chó kia tới để quay cái thằng thằng nó mất dạy
cái như là YouTube đó quý bà con. Nó như con út lợn, tôi nghĩ là hợp kèo. Nó nói một câu trời ơi mấy đấy ở nhà không nó biết gì đâu chị ơi, cái đường cao tốc bên kia cái nhà đây nó cách nhau xa lách, mà cái dạng nó thật sự quý bà con, cái dạng nó dốt ở đâu biết gì đâu. Nói mà nó thật sự cái hành lang an toàn, cái đường cao tốc thì nó thật sự nó nghe hành lang an toàn vậy, nó đâu biết hành lang là cái gì, mà cái an toàn là khẩu độ đó bao nhiêu mới gọi là an toàn. Có nghĩa cái dạng dạng đây nó dốt, nó không biết trơn trọi, chỉ biết nhảy vô a vô cổ xí thôi, chỉ biết nhảy vô rồi nó tăng bắp nịnh bợ thôi, kiếm được chi kiếm thôi. Rồi xong rau rồi bữa đấy là con út lợn với cái thằng hiếu buôn hiếu mạch sệ đó là cho mày cái chi hả, nó cho mày liếm được cái chi mà tự nhiên là bây giờ mày cái như là mày thấy mà nhục á. Ta nói đâu mày đừng có phát ngôn vào những cái gọi cái những chỗ của anh đã nói là chắc ăn như đinh đóng cột, không sai một tí nào nha, không sai một tí nào. Mà bây giờ mày lên cái như nó thật sự ra mày cái như là đi bên bên thành cái như là thành hiếu buôn buôn bà con ha, buôn là mấy con chó mạch sẽ quý con, trời ơi y xì, nhìn mặt nó y xì luôn đấy, dạng dạng bay dơ lũ bay chứ thiện nguyện từ thiện gì lũ bay đấy, bay từ cha từ con có từ thiện bay đâu ra. Đến bây giờ tại sao bay đi làm từ thiện được mà cha mẹ bay bay không có niềm tin, bay gỡ vàng cho con út lợn làm cháy. Từ thiện nó thật sự mình có tâm từ, mà tâm từ nó phải là có một cái gọi là gì lan tỏa chứ. Trời đất thánh thần ơi, bay tâm từ chi mà bay cái bay dùng vợ chồng của chim sâu nó vô cái miếng đất mà cái như là đền bù cái miếng đất của dự án mà bay làm nó một căn nhà đấy, rồi bay ta không ta la làng lên la xóm lên là mạnh thì cũng có chết hay không hả? À, mày mà không la làng la xóm lên á là mạnh thường quân cách đổ tiền cho lũ bay để mà bay bỏ túi riêng hay không đó, nhà đấy mà 105 triệu đó giữ không quý bà con đó. Rồi làm cái nhà cho giữ đi, làm cái nhà cho giữ. Bây giờ cái nhà ngày xưa nó bảo nhỏ đó, cái nhà đây là gấp rự, có nghĩa rằng bây giờ đó bản thân con út lợn này với là lâm tứ chim sâu nó không phải là dùng cái tát mà nó tát thẳng vô mặt cái con may dù cái thằng yếu mặt xệ, mà nó dùng cái búa đó quý vị, nó quất luôn cái tao dùng cái tát, tao nói dùng cái tát nó nhẹ, đằng này nó không dùng tát mà nó dùng cái búa luôn. Trời ơi nghĩ đi sao, nghĩ sao ngày xưa bay bảo rằng trời ơi hai đứa mà ở cái nhà nó cũng rộng rãi dữ lắm rồi à, bây giờ bay nghĩ sao bay nớ ra rộng gấp rữ à. Có nghĩa bây giờ thêm một người nữa quý bà con, bây giờ thêm người nữa, cái người mà thay đổi phong thủy đó, cái người mà nói thật sự cái dáng mà nó lùng xịt như con heo xè mà cái ngày nào cũng bớt qua cái nhà của chim sâu đó mà đi lúc nửa đêm đó hôm đó, đó. Bây giờ thêm cái người đó vô nữa cho nên cái diện tích phải rộng ra đó. Anh không có anh nhà bày đặt đi làm bậy làm bừa làm chật làm dịch làm giống như cướp của người ta, bay lên cộng đồng mạng bay nói như mà đúng rồi. Bây giờ sao, giờ sao thằng Hiếu không hiếu buôn chứ hiếu mạch sẽ đi chung là thật sự quý bà con. Bây giờ bên đây là phải có một cái biệt danh đó chứ còn không có biệt danh không gọi được thằng Hiếu mạch sẽ nè, cái út lợn nè đó, may dù nè đó. Rồi giờ sao, giờ ba đứa bay ra bay dẫn chim sâu gì đó rồi bay thiệt nó không được đúng không, bay dẫn chim sâu nó bây giờ nó thật sự là đây bay dính cục xương rồi vậy. Tao nói rồi, tao nói ngay từ đầu rồi, không buông chịu thôi đó không đó. Rồi loạn chọn ngang cái nhà mà ngay chỗ cái đường á, bây giờ bay dây ra hướng đó nha. Tôi nói đây bà con chứng giám giùm tôi nha, thật sự quá vậy. Bà con chứng giám giùm tôi đi. Rồi khoảng là nếu tôi nhớ không nhầm mà khoảng ngày mai ngày mốt sau đó, rồi bên địa chính nó xuống nó đo, nó nói mày nó dời nữa cho mày coi, nó nói phong thủy nó không tốt đâu, ông nậu lũ bay. Bay đi dời ra cái nhà đấy, bay giống như là cái nhà đất của bay ấy. À, bây giờ nó dời ra đây quý bà con. Bây giờ địa phương á, người ta cũng dậy nữa luôn. Bây giờ địa phương người ta mất hồn rồi đó, trời ơi cái bọn này nó làm anh chị mà sống nhanh vậy trời. Nó vừa nó không có trình báo gì trơn trọi, nhà của nó muốn cắt chỗ nào nó cắt, muốn cắt chỗ nào nó cắt. Bây giờ nó chuyển ra đây á, dính đường cao tốc, bây giờ nó chuyển ra đây nó cũng không báo cho địa phương một tiếng nào luôn. Ở rầu nó nghe nó nói là phong thủy đúng không anh? Nó nói là cái nhà đây bây giờ phong thủy tốt lắm anh. Ông cái mấy ông nội ở địa phương nó trời ơi chưa chắc đâu. Tôi hứa với anh
tôi hứa với anh trong vòng khoảng là một tuần trở lại thôi là nó sẽ thay đổi không khí nữa. Tôi nghĩ chắc là lúc đó xuống ao xuống hồ thôi, chứ đất nữa không thấy. Anh nuôi mà chúng mày mà cứu ca này nha. Ca này tao nói mày, nó thật sự tao tao ngồi ở Sài Gòn đây mà nói thật sự tao biết là cái phong thủy đó nó không hợp đâu. Trời ơi, cái phong thủy đó nó hợp cho những người mà nó tử tế đàng hoàng thôi, chứ còn những cái loại giống lưu manh mà đi làm thiện nguyện như bay nó không có hợp. Trời ơi, phong thủy mày sống tốt đi, mày sống tốt là nó thật sự mày ở chỗ nào cũng phong thủy ngon hết trơn. Rồi tôi kể cho bà con nghe một câu chuyện. Một ông tỷ phú, ông đi rước một ông thầy không thấy để gì coi lại cái nhà của ông như thế nào. Bắt đầu là trên đường đi đó quý vị, trên đường đi đó ông tỷ phú đích thân ông lái xe ông chở ông thầy không thấy ở đây. Bắt đầu qua cái con cua đấy là cái như là cái vùng đó là liên tục là xảy ra cái tai nạn. Nhưng ông tỷ phú này đó tới ngay con cua đó, cái đường cua mà ra mà phức tầm nhìn đó quý vị, tới con cua đó bắt đầu ông phải xuống xe, ông tấp xe vô lề, ông lấy cái biển, ông ra ông chính trước cái đường mà đường người ta chạy ra đó, ông chính trước đường ra để cảnh báo an toàn, rồi ông chạy cái xe ông qua, rồi ông tấp vô lề, ông lấy cái tấm biển đó bỏ xe chạy tiếp. Một chuyện nha. Cái chuyện thứ hai, bắt đầu là ông thấy một thằng nhỏ bán vé số, bắt đầu anh thấy nó đi trên cái con lươn đó, anh thấy còi quá. Bắt đầu anh tấp xe vô lề, anh dừng lại, anh đi bộ qua từ bên đây đi bộ qua bên kia, anh cho tiền thằng nhỏ, anh cho tiền thằng nhỏ rồi anh dẫn thằng nhỏ qua hết cái con đường đó, rồi để nó vô khu dân cư đó bác, rồi anh đi bộ lèo bèo ra, bắt đầu là anh chở ông thầy không thấy được, là cái câu chuyện thứ hai. Ê, cái câu chuyện thứ ba, đó, bắt đầu là cái như là trên đường đi đó. Bắt đầu là cái ông tỷ phú đó, ông thấy một cái con chó đi ngang qua mà nó đi tới trước đầu xe nó đi thôi. Bắt đầu ông tỷ phú đó, ông phải tấp xe vô lề, ông dừng lại để cho con chó đi ngang qua, đi qua hết đoạn đường đi. Nhưng mà đáng lý qua hết đoạn đường thì ông tỷ phú ông chạy xe, nhưng ông không chạy, ông phải quan sát xem con chó mà nó qua bên kia đường đó rồi nó có được an toàn hay không. Đó, khi mà thấy nó an toàn rồi ông mới lên xe, bắt đầu là ông chở ông thầy không thấy đi. Bắt đầu lúc ông lên xe mới đóng cửa lại, thầy không thấy nó thâu quay lại chở tôi về gấp. Bắt đầu ông tỷ phú thấy bất ngờ, trời ơi, nó thật sự là nhiều thầy không thấy mà cái như là cần ông tỷ phú này mời tới mà ông tỷ phú ông không mời, ông tin tưởng một ông này, tin tưởng một ông thầy không thấy thôi. Bắt đầu là cái như ông thầy không thấy này nó thâu quay xe chở tôi về. Bắt đầu ông tỷ phú hỏi sao đó thầy, tự nhiên bây giờ về còn có như khoảng một cây số là tới nhà của con rồi mà sao bây giờ thầy phải về. Ông thầy ông thấy nó thâu sống như kiểu như ông đấy là phước vô biên, ông có làm nhà ở đâu ông cũng là một người đại phước đại quý, thì không cần mà tôi phải tới xem ông nữa. Có nghĩa là cái phong thủy đây đó quý bà con là do cái phước của mình trước đi rồi mới tính cái chuyện phong thủy. Trời đất thánh thần ơi, đi đâu mà hai đứa mà lên không gian mạng để anh xin ăn mày kết thuộc với cái đám cò thiện nguyện, rồi bây giờ phải chơi cái bài phong thủy. Nó thật sự nói ra nó quế với bà con, nói ra nó quế cho bọn này. Nó nói hai từ phong thủy tôi thấy là nó nhục cho hai từ phong thủy quá trời, đúng không?